anh hai nói giờ chuyển qua y bứng cây mai để có chút xíu thì rồi mẹ hắn chạy về nhà lấy cây xà beng ở nhà ra mới làm nổi. Còn cái cây này thì cây này tới đất mình dễ bứng rồi. Anh hai ơi, cái cây này giờ mình hồng mình bứng mà không có chùm đất á, dễ sống không? Cái nào? Cây cao quá đó. Sống. Vậy mình giống mình trồng lại như trồng chuối vậy. Như trồng chuối vậy hả? Ừ. Khi nào cũng lấy vô chậu vô. Cái này giống mình thấy là để giữ vào trong năm chưa được ha. Chút nữa lật lá hết luôn của anh hai. Lật chi? Không lật hả? Chi? Cái mai này thì chú Nam không biết trồng bao lâu rồi. Chú Nam trồng bao lâu rồi chú Nam? Đây đó. Khoảng 15 năm à. 15 năm hả? Mai chục năm nè. Mấy cái này chục năm mưa ngoài hết cả một chút chút thầm. Ừ. Cái mặt nhìn tướng y như cái bàn luôn vậy. Cái mai này là hồi đó chú Nam nát cái thế nó vậy hả chú Năm, mẻ đầu nó đi xuống mà chú Năm. Chú Năm cắt rồi nó lên vậy một cái bẻ. Chú Năm cắt cái đầu nó phải không? À. Cắt cái đầu nó thì cái nhánh nó lên vậy nó ngang qua vậy luôn hả? Phải cắt bỏ bớt. Còn này khỏi lặt lá. Khỏi lặt lá. Lấy kéo bấm cái đọt non nó bấm bỏ. Nó mất sức. Mai đang ra đọt. Đây cái chậu của chú Năm trồng lâu năm quá rồi, cái rễ nó bung ra nó không có đất ăn. Nó bể cái chậu luôn. Cái chậu còn bị bể luôn. Cái cây mai này thì cũng dễ bứng hơn cây dừa. Cây cao nhiều. Cao nãy. Ủa cao nãy tầng thân không ạ? Đem lên là cây với Dũng hả? Hả? Đó. Cây bứng lại với Dũng. Cây dính cứng ngắt không hả? Cái tướng cây mai cái này treo hồi nó quanh này. Nó không có cái đọt đi lên. Nó đi ngang qua thôi. Cái này dán này kêu bằng dán thác đổ hả chú Năm? Ở này dán kè nghiêng mé là kêu bằng thác đổ. Ừ. Ô, đút lắc rồi. Ừ. Cái ra để nhỏ nhỏ không à, đỡ. Vậy để cái chậu luôn hả anh Hải? Để chậu gì nào phải gì đó nó đồng phá chậu. Vậy để chậu lấy cái bao quá, quấn lại nè. Quấn cổng nha, có dây không, có dây vô cổng dây nhóc đâu. Còn chứ mình phá bầu chi. Chậu phải khẽ chứ giờ khẽ cái rồi đứt cái cám nhiều. Đang bứt. Dễ vấn hơn cái kia nhiều luôn á. Nó ăn dễ lắm. Đây là cái thân ở tầm của cây mai. Ở dưới này hai cái rễ nó chằng háng qua vậy hả chú Năm? Dạ. Cắt cái gì? Không có. Đây cái này nè. Nó gọn rồi. Cái mai này chú Năm ở đâu mà sao cái giống ở đâu mà cái lá nó bự dữ rồi chú Năm? Thì giống mai vườn mình đây. Sao cái lá nó bự bông sai không chú Năm? Cái mai bông sai à. Bông mấy cánh? Mai thường mình nè, nhưng mà bông nó sai. Vậy là mai giảo hả chú Năm? Tám cánh hả? Tám cánh, mười cánh. Keo hả? Keo. Đó, anh hai anh lấy cái keo anh tét lại mấy cái rễ hồi nãy mới vừa cắt nè. Anh cho nó liền ra. À, nó đi qua là ngăn ngăn trồng á. Ra mua anh chai thuốc dưỡng rễ được 10.000 hay nhiêu anh trồng hai cao rồi tưới. Thủ chắc cho nó ra bắt rễ ra. Sức cây cao hả chú Năm? À, tưới cây cao. Hả? Như vậy là tưới miếng ơi là tưới nhiều ngày nhưng tưới đừng pha đó phút à, bữa hảm Khánh có mua cây mai tỉnh có mua chai đó rồi cái gì B2R gì á phải không chú Năm?
gì á? Thì để nói nó lấy gì cảnh không có thuốc bệnh. Mà thuốc ấy kia cành nhiều lần bị bệnh bệnh lắm đó. Lần tưới vô miếng vậy. Thì tưới đánh. Không đi ơi. Không mới cũng vậy hả? Dạ. Này mai hôm nay tôi lăn ra đây vợ đây để chậu tôi lăn thường thường nó ăn rồi đắt không lớp ừ. Đại đại gì trời đại hôm nay lấy cái bao gọc ra đặng quấn cái chậu lại rồi cột cái chậu lại cái này mình phải xài băng keo mới ngon mẹ ơi mình đây rỡ rỡ cái hành đây hành á còn chậu mà bớt mấy bao chứ hai bao nữa không lấy con bao nữa bao qua được không tôi lấy kế đọc cho bên bể cái kia còn cái này nó ra chắc được 2 mét tại hắn chứ nào cắt hoài chứ bỏ cái để mà đất hơi kẻ chậu để mà đất là nó buông cấp kỳ nếu trồng dưới đất vậy chứ thêm trồng khách trồng cao lên vậy nè cho nó hạ xuống vậy nè chứ bây giờ thác đổ thắt đổ lặn cho nó đổ vô nhỉ. Chứ còn dạng mình trồng vậy là nó ngang luôn rồi. Trồng nó sân thượng chứ hai ơi. Ừ, phải trồng nghiêng vậy nè, nghiêng vậy cho nó chui cái máy xuống vậy. Chị Tư. Ừ, cái mai chị Tư. Bữa nay chị Tư không đi mặn mặn hả? Ừ. Yến này bự chảng rồi. Tướng Yến nè nhìn y như chị Tư ạ à. Cháu vậy lâu rồi nào ra chợ đi á lấy cái bao học đứt á không có cọc tấp lợn nào cầm cầm bỏ trong cái bao ai làm cái đường như cháu hòa ai sớm cái này vậy người quấn chỗ khúc bể hả anh hai? Cái mang cây luôn. Mang cái nữa. Con gì? Con gì mẹ? Hôm qua xới cái đường này ông gắn gặp ông gắn. Nữa hả? Ờ. Chứ hai không con bự có phải con nhỏ chứ năm con bự phải con nhỏ luộc ăn chứ trứng gà vậy trứng gắn á. Ăn như cái tầm cắn học gà. Đông cái này. Hả? Hai cái rồi túm nữa. Khỏi lại lá hả chú Nam? Khỏi ý ông nói bấm vậy nè tí hả? Bấm mấy cái đọt non này nè. Chứ để nó không héo. Ngon cái chừng mà trồng thọ trồng nè, bấm bọt. Nó đâu rồi? Nó chạy ngồi chơi với con chó luôn nè. Hai cái mai bỏ ngoài khoảng từ từ trong. Tôi đồ cái sinh con kia về tôi bỏ lâu hết chứ. Hai cái mai tính bơi. Tính bơi nhà không có. Để cho nó. Ô mẹ kêu anh hai đứng hai cái mai nữa hả? Đứng hai mai vậy nè. Vy ơi, đâu rồi? Đi. Vậy là chuyện nào bấm, mà chuyện nào đồng mới bấm mấy cái đọt này bỏ. Xíu bấm liền. Buồn lát bấm luôn. Ừ. Rồi đi đưa vậy thôi. Mày thấy cái mai này em mẹ. Mai để lạ hơn mai người ta. Mai người ta thằng nhận đứng cái mai để nằm lạ hơn. Cái mai kia nó đứng sừng sững à. Thấy hả? Ừ. Sao cái mày nó tải dài như cái bàn cái mặt bàn cái ăn cơm. Cái lá nó chứ hồi nó có nó to hơn nè. Cái lá nó sao hay? Nó to lá hơn. Lá nó bự to nó đó. Xanh. Đó. Nó to hơn mấy cái mai đâu, cái một gian mấy mấy cái mai kia phân biệt nó biết gì. Cái gian á. Cái gian tay luôn á. Không biết làm sao. Mà bông cũng nhiều, thấy có ấy Tết rồi lại cũng có bông chứ. Tết lại bông. Để đây mình tỉnh tầm rồi chở chú Năm lên tỉnh à, lâu lâu cái chở chú Năm lên tỉnh chơi chơi. Chú rồi dọn cây mai. Nhớ cây mai ông không? Nhìn lại cây mai. Ừ, nhìn lại mai ông coi. Ra cây mai ông không nè. Về người ta có nghệ nhân ta sửa sang lại là khác liền. Để
tôi bỏ sửa lại là không biết luôn đó. Cái thân cây mới được cây như vậy. Ở gần đây khoảng có được mấy cây gì vậy anh hai? Cây này cái gì? Cái làng cái xóm có cây này à. Sao đấy. Rồi bán cây kim quýt ổng có 50.000 nữa kìa. Tôi bán ổng cây kim quýt 50.000 bán hết kìa. Hồi đó anh hai cũng chơi kiển dữ lắm mà sao anh hai nghỉ chơi vậy? Cực quá. Cực hả? Giờ dạo rồi thấy vậy chơi nhiều chút để thêm mai này nè ha. Có thêm vài cây nữa rồi bán xây được cái nhà luôn rồi á. Trời, hồi đó tôi nói trời 50.000 mừng hả mày á. Chứ mình cả đấu nữa để làm chi? Ờ. Ủa, anh hai gì? Sung bonsai. Anh nhớ có cây sung anh hai đâu rồi? Chết luôn. Chết hả? Cây sung có 10 nha, không tặng, mùi hồng. Khoan ngưng chút để lại chỉ cho chú quýt luôn. Hồi đó anh hai ở đây nè, chơi kiển, chơi bonsai. Rồi cái anh hai không biết sao nản nghỉ chơi. Không giữ cái năm nay biết không? Cái kiên quyết này hả nè. Ai bẻ tay anh hai? Không dài. Ủa, chứ phải anh hai bẻ tay hả? Không. Hồi bán không 50-200 ngàn. Đây bao nhiêu? Đi qua lâu nó cũng lớn. Lâu lớn dữ lắm. Cái thằng già tôi đi học phải mười mấy năm mà cây con quýt tôi vậy không lớn gì trơn á. Mà lần tôi đi ngang hái là con quýt về dán ha. Làm thủ công dán á chú hai. Hái cái trái này nè. Cái tài này đẹp. Cái tài này đẹp, đầu đế nó đẹp. Mấy mày gù gù ổng vớt không. Ôi chứ chứ đầu đế cho em nha. Chứ năm mai chú cho 76 cây mai bứng chưa? Hai khen cái này nè, cái này đó đẹp mà cái hình nó cũng đẹp lắm hai. Chết cái đó. Cắt chỗ đó cái kim mốt nó lên ha. Gù gù kiếm. Sao nó trọt rồi, chết đọt đi. Làm nó trên cây này con đầu cây này mà cái này bị sâu cắt bỏ. Xin cái đó hả? Người sáu xin cây này hả? Ai xin? Anh mới sáu xin rồi. Dạ hả? Không đắp rồi nó rễ ra đi gặp đất lại muốn gặp nữa nó mà để mình nó lên không lên nó bứng bứng rồi từ từ sẽ bỏ. Cái nào? Cây đó. Cái này bỏ hả? Trời ơi, cái cây đó người mua hôm nay người mua trả hai cây 3 triệu, 5 triệu hai cây, cây đó này cũng bán luôn cho rồi. Bây giờ cắn bị yếu chứ không muốn bán cây đó hả? Muốn bán cây nào? Vậy đâu có bán nữa. Hả? Sao nó gì bán? Không có mua à. Dân ở đây nè, dân đây đâu có mua nổi cây thôi. Ai? Đây cái thằng kia đâu đây luôn. Bây giờ con đi đâu á? Nói con đi về con, chờ mẹ về với con đừng có về mình con. Sao? Lại đây mẹ hỏi ăn gì vậy? Chơi với con hả? Rồi lại đây mẹ chơi. Đi lại kìa, đi theo rồi. Đi đi lên kia mình bứng cái cây kia kìa. Cây kia đẹp lắm kìa, đi theo đi. Mẹ mới đẩy xe gùi ra hay vậy? Ừ, mới đẩy xe gùi ra. Khoan ông ơi, để từ từ khánh đồ lợi chuyển lên nữa. Đi kia thì dễ. Không dần sao đấy? Thất lợi nổi không? Cái cây mai đó phải để chỗ cao, còn xe phải để chỗ thấp mới được. Cái à? Phải cái xe này kéo qua, đưa vô. Mẹ Khánh Vy phụ phụ cam mạng vô mẹ Khánh Vy. Để mẹ để mẹ phụ với lại nữa. Mẹ cầm con cái này mẹ khỏi mẹ thêm. Mẹ cần khỏi. Khổ cục. Cái vướng đó rồi đâu có bật lên được. Đi mẹ. Thôi bây giờ chú không có cái bao không? Lăn cái này vô cái bao tôi chú hai khiêng lên xe. Ngồi đầu. Đúng rồi. Có chú không có cái bao không chú Năm? Ờ. Chú cho tôi mở cái bao đi. Cái gì chúng tôi chú hai đặt cái này vô cái khiêng lên à. Ủa vậy, chú hai ba tư ba rải ngoài đất là có cái bầu không? Cái mũi trắng con gì á? Hả, một cái cầu. Cái chậu. Chậu mũ hả? Cái chậu gì anh? Bây giờ chú hai để xe cho cái thế nào mình chậu, chuyên cho dễ chú hai. Đừng chui vô đó để đứt tay đứt đầu con á. Cái gì? Đi đâu vậy mày? Trở lại nè.
Để lại con. Ai cũng nói cây mai lạ hả chứ anh thầy? Cái lá khác lá người ta. Lá bự hay sao? Cái lá nó bự mà nó dài. Cái bản nó bự mà dài hả? Còn nếu mà cái lá mai bình thường thì nó lá nó lá thì đó mà cánh bự thường thường nhỏ nhỏ. Đúng rồi đúng rồi. Không. Này cái này hơn một gang tay. À, lá nè, hết chưa có lá. Trời ơi. Ngồi ăn lá mai bự quá rồi bự ha. Thôi chứ hai. Cộng nó tấp lại. Mấy gang ba. Chết hai cao à. Cái cao mới dọc trong liền thấy chứ anh Năm. Chứ Năm nó đi cao đường liền mới chết. Để chút nữa. Tôi kiếm một khi không nổi nè. Khánh thủ khách. Hả? Rồi sao cầm? Cầm sao đâu chịu hai cầm ấy. Đây. Cầm thôi chứ không có đụng gì đâu. Rồi 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 rồi. Nè. Thủ. Thủ nhắn nè, nhắn kìa. Nhắn gãy chứ. Sợ nhắn thì nó gãy. Từ từ nha, từ từ. Rớt. Sao nó tắt rồi Khánh? Sao nó tắt hả? Không sao. Ủa dịnh, ông Nam dịnh nhìn chiếc xe đi, ông Nam dịnh chiếc xe. Từ từ để ngã mày. Rồi. Làm sao, làm sao vô cái bàn nghe, làm sao chứ hay? Bàn nghe, để vô không? Cho nó nằm đi luôn. Đây, lấy cái bàn. Như cái bàn. Ăn cơm. Vậy thì trên chiếc xe nó đè cái đọt. Chiếc xe nhổng lên nó đè cái đọt. Chim lên, chim đứng lên. Quay ngược lại. Quay ngược lại nhổng cái kia lên tên hai. Nhổng xe đi rồi mới đè nó. Chứ hay quay cho cái bàn cao lên trời cũng đẹp ngang ở dưới. Dạ. Cái bàn cao cái lên trời. Xây 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 bà tự ý bà tư nó xây qua xây vòng qua. Ừ. Ờ vậy á, cái bàn khắc ở dưới. À tới bên loại được không? Lượm tới vừa kia chim vô. Thôi vậy được rồi. Đẩy không sợ. Được đẩy xe xuống nó nặng nó quăng xuống đó. Được rồi. Nặng à. Cái này vậy gì đóng. Được rồi. Coi chừng nặng đấy mẹ. Không cắt cái này không cắt keo nè. Qua cái này chứ Nam mới cắt hay vậy. Chỗ này cái đồng đất á. Cái keo chứ hả? Cái đồng cái đất chứ Nam cắt ổ hả? Hả? Cái Nam cắt ổ. Cái Nam mai mốt nó lòi ra nữa không? Đâu có đậm cho đừng thối. Bà tư kiếm cái gì kê cái đó cho qua cái dũng nó không được á. Không được cái dũng này đó không được. Cẩn thận cho hai rồi. Nặng đó. Bà tư lên trước kéo đi. Bà lại trước cây mai ở cái xe bà kéo. Để nó ngã nó phải nhắn. Đó làm sao qua cái quần đó được. Cái quần đó sâu á. Lấy đồ kê không? Phải mày lấy xác vô đi. Cắt đâu? Không được. Đây này thấy vài cục gạch quê. Rồi đi vậy. Rồi, qua. Rồi, được không? Con cái dừa. Mình chứ được không? Bà Tư phải kéo, phụ kéo cho một mình là... Thấy này để được, mà sợ nó ngã lại, đã nhắn rồi. Ừ. Từ từ thôi. Từ từ tới, kia tôi phụ cho. Bao về cầm. Bỏ vô. Đây, đưa con cầm sứa rồi kìa. Để Khánh cầm cái dừa kìa. Ủa vậy là cái lá lòi lòi đó không sao hả chú Nam? Chim lại hả này? Hả? Chim lại đứng lá. Chim chứ không chim mà nó ngã chứ. Lắc. Không thấy đường trước nữa. Không thấy được. Hả? Không biết được khác à. Lầy quá. Trời hả mẹ? Dài lắm còn nhiều nữa. Hả? Trời hả? Dạ biết nha. Đâu? Đâu? Ừ. Không, không sao. Cắt lầy. Có lầy không? Cắt lầy vậy hả? Đường khác. Đây chú hai ơi. Quay xe lại đây nha. Em có đường nó dẫn tôi. Sao rồi? Rồi. Rồi. Bà giật lái mà bà giật đi đâu hả? Anh Hải thấy đường không? Không. Rồi chứ không à? Trời ơi. Khẽ hay là tên khẽ? Có nhiêu này là không nổi. Dạ.
Mở cửa kìa Huy ơi. Cửa. Cái cửa mở vẹt ra chút nữa. Rồi giờ để đại đi, chừng nào có chở tỉnh bỏ xe lấy kéo bấm này dễ như này ha, nhanh không sao, không xe nhỏ mà không chưa ăn gì chắc lấy kéo ra cho hai bấm đi. Em bé ngủ mất tiêu rồi ngoại ơi, dướng đi nhanh trời. Trời ơi em bé ngủ mất tiêu rồi. Ủa sức lại hai anh này. Giờ anh hay tỉa mấy cái lá non, mấy cái đợt non, mấy cái đợt non này tỉa lại để nó héo queo nó ra không được. Mình cắt vậy nó đâm, nó mới muốn đâm ra như này nó đâm ra mạnh hơn không? Chứ còn mình để vậy nó rủ trong này là nó không ra được. Giống như mình ăn rau lá cách vậy thôi, mình cắt cái đọt cái nó phúng ra nữa. Cái thay gì để nó héo nó quéo lại vậy đâu có ra được. À cắt mới vậy nó ra lại cái khác. Nào đi coi cái gạch men hả? Gạch men giả gỗ. Đúng rồi, như biết vậy. Ở đó nó sạch 60, 60 vuông. 60 vuông phải không? 60 vuông còn. Cưng nó 51 mét hả? 51 mét. Cái này 40 hay gì đó. Cái đó cũng sạch rồi hiền. Như ông bà cô chú anh chị cũng biết là hôm nay là Hiền đang trong giai đoạn hoàn thiện của nhà của Hiền. Cứ gắn cửa xong hết rồi đó hả? Giờ còn cửa cái ngày nay nó vô. Nay thợ ngưng. Cho nên là sáng nay thì Hiền mới vừa gọi cho Khánh nói là chị em muốn lấy tiền để mà em mua gạch lắp nền nhà. Thì cái kiểu gạch này thì Hiền mới cho Khánh coi cái kiểu. Thì vậy giờ á là bữa trước là chị đưa cho Cưng, chị ứng cho Cưng 20 là coi như là còn 23.721.000. Thì bữa nay là chị đưa cho Cưng 20 nữa ha, là coi như là còn 3.721.000. Thì cái phần 3.721.000 này á, thì cái này thì hoàn thiện rồi chị tới rồi chị đưa Cưng hết cái phần còn lại là 3.721.000 ha. Rồi bữa nay á, là ngày 11 hả Hiền? Không, 11 tháng 7. 11 đúng rồi. 11 tháng 7. Bữa nay là ngày 11 tháng 7 năm 2021. Thì bữa nay là Khánh đưa cho Hiền là 20 triệu. Hà ơi, con điếm đi. Hiền về đi mua gạch. Em có dai gì không Hiền? Em có dai gì không? Em làm xong cái cũ của anh Bãi rồi, mấy anh làm chung rồi. Chơi một bữa. Nhậu bữa phải không? Dạ. Hổng mấy anh nói lập nhà rủ anh mà rủ anh không vô được á. Bữa đó để xong làm ở đâu? Mình lại mấy ông mừng cho nhà mới con hoàn thành. Xong điện mấy anh cho chơi một bữa. Đi mua gạch đi. Dạ.